Đây, cùng là máy đã qua sử dụng mà tại sao những con máy pin 9X này, pin 90, pin 94 có con nhá lại được fix 700, con thì fix 800, còn những con mà đã thay pin rồi thì lại bán bình thường, không fix gì cả. Chẳng nhẽ là máy thay pin rồi mà lại đắt hơn máy pin 9X à? Không phải đâu anh em nhá. Những cái con máy này ấy, fix tiền ở đây ấy, không phải là dựa vào phần trăm pin nhá. Pin nó là năng lượng tiêu hao mà máy đã qua sử dụng rồi ấy, thì đương nhiên sẽ có con trai ít con trai nhiều tùy vào từng đời máy sản xuất lâu hay chưa. Ví dụ như con XS Max này nhá thì nó sản xuất cũng gần 6 năm rồi mà máy của em nhập vào ấy, thì hầu hết là máy của khách trade lên đời. Ví dụ con XS Max này nhá em đang bán là 8 triệu mốt, anh em mua của Hoàng Kiên ấy thì lên đời em thu vào 100% giá bán lẻ là em thu đúng 8 triệu mốt. Còn cái quả pin này nhá kém rồi mang qua pin 7X80 hay là đã thay pin rồi thì anh em không mất gì cả bởi vì em không trừ phí pin. Nhưng mà pin kém rồi thì em sẽ phải thay một quả pin mới để cho khách sau nhé. Và pin em thay vào ấy, thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến chức năng của máy cũng như là chế độ bảo hành hậu mãi lên đời sau này của anh em cả. Đấy, còn những con máy này pin 9X nhưng mà được fix tiền là ở đây ấy là em fix hình thức nhé. Đấy, bởi anh em biết đấy là em bán là bán hàng 99, máy không xước sát mạnh, không cấn móc. Đây như con này anh em có thể thấy này, nó xước hết cái viền rồi. Đấy, thì những con này ấy khi mà mang qua nhá, lên đời hay là trade in gì đấy. Đấy thì khi mà mang qua em kiểm tra, em thấy có xước sát rồi, không giống như những cái con máy mà em bán ra bình thường thì em sẽ phải fix hình thức để giảm cho người mua sau. Em trừ tiền của các bác là em để công bằng với người mua sau nữa nhá, chứ không phải là em giảm tiền cho anh em để em thu tiền về cho em đâu nhá. Nên là cái này ấy, thì các bác cũng phải hiểu cho em. Còn máy mà ok hết ấy, thì em không trừ của anh em làm gì cả, em thu vào 100% giá bán lẻ như bình thường thôi. Đấy, còn về pin ấy thì anh em không phải lo vì em bảo hành thay pin không giới hạn trong vòng 1 năm. Như những cái con đã thay pin mới này rồi nhá, là thay pin mới rồi, nhưng mà trong vòng 1 năm xuống 80-81% thì vẫn sẽ được thay pin tiếp, thay được một quả khác tiếp. Còn những cái con fix tiền như thế này nhá thì chắc chắn là cũng có rất nhiều anh em cần, vì nhiều bác ấy cũng không quan tâm đến cái hình thức lắm đâu, cần một con máy zin nguyên bản là được. Thì những cái con máy như này rất là hợp lý và được hưởng mọi chính sách bảo hành hậu mãi như bình thường nhá, thế nhá.